Nè, ba hỏi nè, bữa giờ con á được cô Mỹ Nương với bà Thanh Trúc á tặng quá trời quà cho con á. Rồi trên video á, cô chú ai cũng thương con, ai cũng binh con và khen con với mẹ đen hết á, thấy vui không? Vui hả? Rồi cô chú á yêu thương con nhiều vậy á, rồi con có thích không? Rồi, vậy nếu mà cô chú yêu thương con nhiều vậy á, thì con với mẹ đen có yêu thương lại cô chú không? Thương hả? Rồi con nói là con thương cô chú á, là thương nhiều hay thương ít? Thương nhiều lắm hả? Rồi thương thiệt hay thương giả mà sao không thấy thể hiện gì hết trơn vậy? Thương sao đâu? Rồi đưa điện thoại xuống sao? Vậy hả? Đâu vậy đúng không? Trời 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 trời. Ôi ôi, làm gì đó? Hả? Mới hung cô chú á đúng không? Ừ, nay nịnh quá trời, thương cô chú rồi hen. Rồi nói coi, con yêu cô chú không? Giỏi quá.